Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Một YouTuber nổi tiếng tên là Kim Ji-won đã quyết định thực hiện một series vlog phóng sự đời thường mới tại một vùng núi hùng vĩ ở Hàn Quốc. Trong một buổi sáng đẹp trời, Ji-won cùng đoàn làm phim đã lên đỉnh đồi cao nhất của khu vực để ngắm cảnh và quay phim. Tại đỉnh đồi, cô ấy bắt gặp một cảnh tượng rùng rợn, một đầm lầy đen tối với dòng nước chảy êm ả, nhưng bên dưới mặt nước lại là những chiếc cối xay gió cũ kỹ hoặc cảnh tượng bí ẩn từ quá khứ. Cô nói vậy. Nhưng anh ấy tôi bùi à.